Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, ngày 4 tháng 5, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh tiếp nhận 6 trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Trong đó, một trường hợp tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định từng có tiếp xúc với bệnh nhân 2979 tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ba trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Y Yên từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 tại đám cưới ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, ngày 1 tháng 5. Một trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường từng tiếp xúc với bệnh nhân 2951 tại Đám Hiếu ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ngày 26 tháng 4. Một trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh từng đến quán karaoke Sunny, tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24 tháng 4. Như vậy, hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe cho tổng số 12 trường hợp có liên quan đến COVID-19, trong đó 10 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với COVID-19 hai trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng và Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh đang tiến hành xét nghiệm. Toàn tỉnh đang có 239 trường hợp cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi cư trú, 172 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Trước thực trạng một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan không nêu cao tinh thần phòng chống dịch COVID-19, tại Hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Nam Định Họp vào chiều ngày hôm qua, mùng 4 tháng 5, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu công an tỉnh phối hợp với các lực lượng tổ chức xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay là rất nguy hiểm, có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Theo nghị định 117 ngày 8 tháng 9 năm 2020 của chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch. Cụ thể, tại điểm a khoản 1 điều 12 nghị định 117 quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân của người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Việc xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân mỗi cá nhân và cộng đồng là một trong những hoạt động tuyên truyền giáo dục nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong nhân dân.